Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của Điểm tin ngày 14 tháng 5. Thủ tướng Andrei Babis thông báo những người ở trên 40 tuổi sẽ có thể đăng ký tiêm chủng từ ngày 17 tháng 5 2021. Ngay trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại đã có hai nhà leo núi tử vong trên đỉnh Everest. Bằng một số hình thức lừa đảo mới, tội phạm công nghệ hướng tới đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Tại Cộng hòa Séc vào ngày hôm qua đã ghi nhận 1.218 trường hợp nhiễm coronavirus mới và số lượng người được tiêm chủng COVID-19 vào ngày hôm qua cao thứ hai kể từ ngày bắt đầu tiêm chủng, cụ thể là hơn 85.000 liều vaccine đã được áp dụng. Trong bệnh viện hiện đang có 1.578 bệnh nhân nhiễm coronavirus, trong đó có 319 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Việc tiêm chủng bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái, kể từ đó các nhân viên y tế tại Séc đã tiêm 3.992.027 liều tính đến tối thứ Năm, và 1.093.338 người đã hoàn thành việc tiêm chủng. Thủ tướng Andrei Babis đã thông báo những người trên 40 tuổi sẽ có thể đăng ký tiêm chủng từ Chủ nhật sang thứ Hai, tức ngày 17 tháng 5, 2021. Từ tuần tới, các bác sĩ khu vực sẽ được tiêm chủng bằng vaccine Moderna trực tiếp từ phòng khám. Thủ tướng Andrei Babis cho biết cần phải xử lý được vấn đề với thực tế là hơn 216.000 người đang chờ được tiêm vaccine tại các phòng khám, trong đó có khoảng 23.000 người già trên 80 tuổi. Trong tháng 5 và tháng 6, sẽ có 454.000 liều vaccine Moderna đến với các bác sĩ khu vực. Từ thứ hai, những người từ 40 đến 44 tuổi cũng có thể đăng ký tiêm chủng. Từ thứ năm tuần sau, các bác sĩ khu vực sẽ được nhận vaccine Moderna, mục đích là để tiêm chủng cho những ai không muốn đến các trung tâm tiêm chủng. Các trung tâm tiêm chủng lớn hiện chủ yếu dùng vaccine Pfizer-BioNTech và các bác sĩ khu vực cho đến nay chỉ tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson. Nhưng số lượng vaccine này ít hơn so với số người có nhu cầu. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ khu vực Peter Sonka, mỗi tuần các bác sĩ khu vực sẽ nhận được khoảng 50.000 liều vaccine Moderna trong tổng số 70.000 các loại vaccine để tiêm liều thứ hai cho những người đã được tiêm một liều. Tổng cộng Séc sẽ nhận được 454.000 liều vaccine Moderna và hãng vaccine Johnson & Johnson cũng sẽ cung cấp thêm. Do đó, tiến độ tiêm chủng của các bác sĩ khu vực dự kiến sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Theo ông Peter Sonka, vaccine từ AstraZeneca sẽ được giao vào tháng 5, chỉ đủ để đáp ứng các yêu cầu cho liều thứ hai của các đợt tiêm chủng. Thời gian miễn nhiễm lâu hơn cho tất cả những người đã bị nhiễm COVID-19. Đây là thông tin từ Bộ Y tế và họ có thể sửa đổi quy tắc chứng minh rằng con người hiện không có nguy cơ nhiễm bệnh này trong thời gian đó. Hiện nay nếu bạn từng bị nhiễm coronavirus, bạn không cần phải xét nghiệm trong 3 tháng. Chủ tịch Hội Tiêm chủng Séc Roman Klibek và cựu Bộ trưởng Y tế Roman Primula đều đang kêu gọi gia hạn thời hạn miễn nhiễm từ 90 lên 180 ngày. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Peter Arenberg, Séc đang xem xét kéo dài khoảng thời gian nhưng cũng đang chờ sự thống nhất với các quốc gia lân cận. Chúng tôi vẫn đang thảo luận vấn đề này. Nó đã được giới thiệu gần đây bởi Đức và được lên kế hoạch bởi các nước láng giềng khác. Hiện vẫn chưa được quyết định bởi vì chúng tôi muốn làm điều đó bằng sự đồng thuận, ít nhất là với các nước láng giềng, để chúng tôi có một hệ thống thống nhất. Ông Peter Arenberg nói về việc kéo dài thời hạn từ 90 lên 180 ngày. Một nghiên cứu của Đan Mạch cho thấy, nửa năm sau khi khỏi COVID-19, các kháng thể và khả năng miễn dịch tế bào vẫn bảo vệ đáng kể chống lại sự tái nhiễm. Người cao tuổi đã và đang bị dụ dỗ bởi những lời quảng cáo hấp dẫn về các khoản đầu tư điện tử. Nhiều người đã gửi chi tiết tài khoản và chụp ảnh giấy tờ tùy thân của mình cho những kẻ lừa đảo và có người đã mất đến cả nửa triệu korun. Một quảng cáo về việc đầu tư điện tử đã khiến một người già 70 tuổi từ Brno không thể từ bỏ. Ông đã đăng ký chương trình được cung cấp và sau khi trả phí vào cửa là 7.000 korun, ông đã được nhà điều hành liên hệ. Trong khi nói chuyện, người đó đã cài đặt chương trình truy cập từ xa vào máy tính của ông. Sau đó, kẻ lừa đảo chỉ cần lấy đủ thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng và người cao niên này sẵn sàng đáp ứng. Ông cũng cung cấp bản sao các tài liệu của mình. Sau đó, kẻ giả mạo đã thiết lập một tài khoản điện tử mà không có sự hay biết từ người cao niên này và đã vay 250.000 korun từ tài khoản ngân hàng của ông.
Kẻ này cũng đã vay hơn 200.000 kron ở một ngân hàng nước ngoài và chuyển vào các tài khoản gian lận do hắn lập ra. Cuộc xem tuần này Tam Đao có khuyến mãi gì hấp dẫn nào? Fan đồ ngọt thì làm sao bỏ lỡ được kẹo sô-cô-la bọc dừa Raffaello với giá siêu hấp dẫn chỉ 44,90 kron. Để cho những bữa tiệc thêm vui thì rượu vang hay nước tăng lực Monster luôn là một trong những sản phẩm ưa thích trên bàn tiệc. Và hãy giữ cho cửa sổ nhà mình luôn sạch bóng với nước rửa kính Clean với giá trị từ 28,90 kron. Đặc biệt hơn, đừng bỏ lỡ cơ hội trúng các giải thưởng siêu hấp dẫn trong mùa promo năm nay. Thông tin chi tiết xin truy cập tại website tamda.eu. Theo như số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ công bố vào ngày 14 tháng 5, số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên 24 triệu người trong bối cảnh biến chủng virus nguy hiểm được phát hiện đầu tiên tại nước này đã lan ra toàn cầu. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Ấn Độ có 4.000 ca tử vong vì COVID-19 trở lên, trong khi số ca nhiễm hàng ngày vẫn thấp hơn mức kỷ lục được ghi nhận vào tuần trước là hơn 414.000 trường hợp. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 24 triệu người, trong khi số trường hợp được xác nhận đã tử vong là hơn 262.000 trường hợp kể từ khi đại dịch lần đầu tiên tấn công Ấn Độ từ hơn một năm trước. Tuy nhiên, việc thiếu xét nghiệm ở nhiều khu vực tại Ấn Độ đồng nghĩa với việc còn nhiều ca tử vong và nhiễm bệnh bị bỏ sót trong số liệu chính thức. Chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần. Biến chủng B.1.617 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10 năm 2020. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến chủng này dễ lây lan hơn chủng ban đầu và có thể kháng lại các biện pháp điều trị khiến dịch bệnh bùng phát nhanh hơn. Biến chủng B.1.617 đã được tìm thấy trong các ca bệnh ở 8 quốc gia châu Mỹ, bao gồm Canada và Mỹ. Theo NDTV, nhiều thi thể vẫn được tìm thấy trôi giặt trên sông Hằng tại bang Uttar Pradesh, đoạn chảy qua thành phố Varanasi hôm 13 tháng 5. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vào ngày 13 tháng 5 đã công bố hướng dẫn cập nhật về việc đeo khẩu trang. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 không phải đeo khẩu trang khi ở trong đám đông ngoài trời, cũng như tại hầu hết các cuộc tụ họp trong nhà. Tiến sĩ Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khẳng định những người đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 không cần đeo khẩu trang hoặc thực hành giãn cách xã hội trong nhà hoặc ngoài trời, trừ những trường hợp đặc biệt. Về phần mình, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, đồng thời là thành viên nhóm ứng phó COVID-19, gọi hướng dẫn cập nhật về đeo khẩu trang là một bước tiến lớn trong hướng đi đúng. Tuy nhiên, tiến sĩ Fauci cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và cho rằng những người đã được tiêm chủng đầy đủ muốn tiếp tục đeo khẩu trang thì họ cũng không nên bị chỉ trích. Tổng thống Joe Biden cũng ngay lập tức hoan nghênh hướng dẫn cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ về việc đeo khẩu trang đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng hối thúc tất cả những người chưa tiêm phòng đầy đủ cần tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ chính họ. Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định vào ngày 13 tháng 5 rằng Mỹ sẽ đứng về phía Australia trong những tranh cãi về thương mại và các vấn đề khác với Trung Quốc. Giống như Mỹ và Trung Quốc, Australia và Trung Quốc cũng đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng vì nhiều vấn đề, khi Trung Quốc tăng cường sức ép về thương mại và gia tăng tầm ảnh hưởng. Ông Blinken nhận định Mỹ và Australia sẽ sát cánh cùng nhau bằng cách chia sẻ sâu sắc những giá trị chung mà không quốc gia nào khác có thể hủy hoại, kể cả Trung Quốc. Và người đồng cấp Australia, Mara Spanier, khẳng định việc thể hiện một mặt trận đoàn kết trước Trung Quốc là điều then chốt và kêu gọi cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đã lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ khi Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá, lúa mạch và các hàng hóa khác của Australia trong năm ngoái. Dù vậy, những động thái của Bắc Kinh vẫn không thể khiến chính quyền Thủ tướng Scott Morrison nhượng bộ. Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa được tạp chí Fortune bình chọn là nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới của năm nay do những chính sách ngăn chặn thành công đại dịch COVID-19 ở trong nước này. Trong danh sách các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới năm 2021 được tạp chí Fortune bình chọn và mới được công bố, Thủ tướng Ardern của New Zealand được đánh giá là nhà lãnh đạo thành công nhất. Cuộc bình chọn thường niên lần thứ 8 liên tiếp của tạp chí Fortune chủ yếu dựa trên kết quả lãnh đạo và đóng góp của các cá nhân trên toàn cầu trong việc ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đánh giá của tạp chí Fortune, được công bố ngày hôm nay 14 tháng 5, chiến lược loại bỏ hoàn toàn đại dịch của bà Ardern đã khá thành công khi đến nay đất nước 5 triệu dân này chỉ ghi nhận chưa đến 2.700 ca mắc
và 26 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, bà Ardern cùng với các bộ trưởng trong nội các New Zealand đã tự nguyện cắt giảm 20% lương trong 6 tháng của năm ngoái để thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ khó khăn với người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Sau khi nộp phạt 2,8 tỷ USD vì tội vi phạm luật chống độc quyền, Alibaba công bố kết quả kinh doanh quý 4 của năm tài chính 2020 với khoản lỗ hoạt động là 1,19 tỷ USD. Theo Bloomberg, Alibaba cho biết nguyên nhân trực tiếp gây lỗ là khoản phạt kỷ lục 2,8 tỷ đô la Mỹ. Lỗ ròng của tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc tính đến hết ngày 31 tháng 3 vào khoảng 852 triệu đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên từ năm 2012 Alibaba chịu lỗ. Trước khi công bố án phạt hồi tháng 4, chính quyền Trung Quốc điều tra Alibaba suốt 4 tháng. Hậu quả là giá cổ phiếu Alibaba lao dốc 31% từ mức đỉnh hồi tháng 10 năm 2020. Giá trị vốn hóa của Alibaba bay hơi tới 260 tỷ đô la Mỹ, hiện định giá công ty đạt khoảng 573 tỷ đô la Mỹ. Trong cuộc họp ngày 13 tháng 5, CEO Alibaba Daniel Zhang khẳng định công ty chấp nhận án phạt và sẽ tuân thủ luật pháp. Theo như Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Israel vào ngày 14 tháng 5 cho biết, khoảng 160 máy bay đã phóng khoảng 450 tên lửa nhằm vào 150 mục tiêu ở Hamas trong đợt không kích kéo dài 40 phút ở phía bắc Gaza vào rạng sáng nay. Đây là đợt không kích lớn nhất của Israel kể từ khi giao tranh nổ ra hồi đầu tuần. Israel cho hay đợt không kích đã phá hủy hệ thống đường hầm được coi là tài sản chiến lược của Hamas. Ngoài không kích, các xe thiết giáp, các tổ hợp pháo và các đơn vị bộ binh của Israel dọc biên giới Gaza đã tiến hành tấn công tổng lực vào các mục tiêu của Hamas. Tổng cộng Israel đã thực hiện hơn 500 loạt pháo kích. Người dân Palestine ở Gaza cho biết đợt tấn công này của Israel kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ và gây ra thương vong lớn. Phía Israel cũng cho biết trong vòng từ tối ngày 13 tháng 5 đến rạng sáng nay, khoảng 220 tên lửa bị phóng từ Gaza nhằm vào Israel. Người phát ngôn của Hamas cảnh báo, lực lượng này sẵn sàng dạy cho Israel một bài học nếu quân đội Israel xâm phạm lãnh thổ Palestine. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, đã có hai nhà leo núi tử vong trên đỉnh Everest. Đây cũng là những người đầu tiên thiệt mạng trên đỉnh núi cao nhất thế giới trong mùa leo núi năm nay. Theo thông tin từ công ty Seven Summit Trek chuyên hỗ trợ những người leo núi, hai nhà leo núi Adu Waraj, 41 tuổi, người Thụy Sĩ và Powellio, 55 tuổi, người Mỹ đã tử vong vì kiệt sức khi xuống núi Everest vào ngày 12 tháng 5. Hiện các thông tin chi tiết hơn chưa được đưa ra. Đến nay, Nepal đã cấp 408 giấy phép để leo lên đỉnh Everest trong mùa leo núi từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021 sau khi ngọn núi này đóng cửa vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Chúc mừng 3 vị khách hàng may mắn đã dinh cho mình những phần quà đầu tiên của Tamda Promo 2021. Và cũng xin được chúc mừng 10 vị khách hàng đã sở hữu những tấm phiếu may mắn đầu tiên bước vào vòng Gala Dinner. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi buổi livestream tuần thứ 2 được phát sóng trực tiếp từ 14 giờ thứ 3 hàng tuần trên fanpage Tamda Foods. Sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam theo dõi sát diễn biến và thực thi chủ quyền trên Biển Đông trong bối cảnh gần 300 tàu Trung Quốc hiện diện gần quần đảo Trường Sa. Bà Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển và là thành viên của UNCLOS 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với UNCLOS. Lực lượng tuần tra thuộc nhóm chuyên trách Biển Đông của Philippines cho biết, tính tới ngày 9 tháng 5, tổng cộng 287 tàu Trung Quốc đang hiện diện gần quần đảo Trường Sa, trong đó các cụm tàu lớn hơn xuất hiện tại các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở khu vực này sau khi nhiều nước lên tiếng bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng mới ở khu vực và phản đối động thái mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc. Phần lớn đội tàu này đã rời khỏi bãi Ba Đầu, tỏa ra các thực thể khác ở quần đảo Trường Sa, nhưng vẫn duy trì vài tàu neo đậu tại đây. Hoa hậu Khánh Vân đã tự tin trình diễn trang phục dân tộc Kén Em trong đêm thi khuôn khổ Miss Universe 2020 vào ngày 13 tháng 5.
This costume is called Ken M and pays tribute to the silk weaving industry. Khánh Vân diện trang phục Ken M trong phần thi tại một khách sạn ở bang Florida, Mỹ. Khi phần thi trang phục truyền thống diễn ra, Khánh Vân dễ dàng di chuyển khung ra ngoài sân khấu. Khoảnh khắc cô mở phần mô hình kén, đông đảo khán giả bất ngờ ồ lên và liên tục gọi Việt Nam. Khánh Vân bước ra tự tin trình diện áo dài truyền thống kết hợp mấn. Thiết kế do Khoa Lỗ thực hiện, gồm áo dài cách điệu, mấn đi kèm mô hình kén chất liệu sợi tơ tằm, áp dụng kỹ thuật đan thắt thủ công kết hợp hình thức thắt C macram của nước ngoài. Bộ trang phục nặng gần 30kg lấy cảm hứng từ nghề xe tơ dệt lụa, vượt qua hàng trăm bài thi khác. Ken M được đánh giá cao ở tiêu chí tôn vinh giá trị truyền thống, áo dài, nghề dệt tơ tằm cùng hiệu ứng trình diễn. Kết quả phần thi trang phục truyền thống sẽ do khán giả toàn cầu quyết định thông qua bình chọn qua ứng dụng của ban tổ chức. Nhà thiết kế Khoa Lỗ nói anh tự tin 100% Ken M sẽ giành chiến thắng năm nay. Thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng đã gửi cảnh báo đến khách hàng của mình về tội phạm công nghệ cao tiếp xúc xuất hiện. Bằng một số hình thức lừa đảo mới, tội phạm công nghệ hướng tới đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Chị Hoa nhận một cuộc điện thoại của người lạ, tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản của chị bị lỗi mã OTP. Người này đã đọc đúng các giao dịch gần đây của chị Hoa, đề nghị kết bạn Zalo và yêu cầu đọc mã OTP do ngân hàng gửi tới. Ngay sau khi cung cấp OTP, chị Hoa đã nhận tin nhắn trừ 650 triệu đồng trong tài khoản. Tới lúc đó, chị Hoa mới biết đã bị lừa. Câu chuyện này chỉ là một trong vô số những trường hợp bị lừa mất tiền trong tài khoản. Từ phía người dùng thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là chúng ta phải có cái ý thức sử dụng các cái ứng dụng và an toàn hơn. Ví dụ như là khi mà có OTP chúng ta không được cung cấp cho người thứ ba, cái này chuyện rất hiển nhiên rồi. Và khi chúng ta thao tác các cái giao dịch trên trực tuyến thì đặc biệt chúng ta phải cẩn thận với cái hình thức lừa đảo trực tuyến rất là phổ biến hiện nay, đặc biệt từ các cái tên miền website, các hình thức giao dịch website xem nó có ảnh hưởng gì, có lạ không, và đặc biệt là không được tin tưởng chuyển tiền giao dịch thông qua các cái tin nhắn qua mạng xã hội, tiềm tàng rủi ro rất là cao. Nếu đọc sơ sơ, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là tin nhắn do chính ngân hàng gửi tới khách hàng, song đây thực chất là một tin nhắn giả mạo, dưới dạng cảnh báo về tài khoản. Kèm theo địa chỉ website giả mạo có giao diện giống hệt trang chủ của ngân hàng, mục đích của kẻ gian là đánh lừa thị giác của người dùng. Chúng ta mở ra thì giao diện hoàn toàn giống hệt như là cái ứng dụng thật. Chúng ta lơ đễnh là chúng ta sẽ đăng nhập mật khẩu, chúng ta sẽ thực hiện thao tác trên đó. Và như vậy thì có nghĩa ta thì đang đăng nhập vào một cái hệ thống giả. Mình nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn từ một cái số điện thoại mà nó không rõ cái địa chỉ liên hệ là gì cả. Thì mình cái nội dung nó sẽ là ví dụ như là mời chào mình, là mình nhận được một cái phần thưởng rất là lớn chẳng hạn. Và để nhận được cái phần thưởng đấy thì mình có thể là chuyển cho cái thông tin trên cái tin nhắn đấy một khoản tiền nhỏ nhỏ, khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu chẳng hạn, để nhận một cái phần thưởng nó giá trị rất là lớn. Ngoài các chiêu lừa đảo mạo danh tin nhắn hay email ngân hàng, gần đây cũng liên tiếp xuất hiện các chiêu trò lừa đảo khác như giả mạo nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, giả mạo cơ quan chức năng yêu cầu khách hàng chuyển tiền để phục vụ điều tra, giả mạo người thân bạn bè nhờ chuyển tiền hoặc mượn tiền, giả mạo nhân viên nhà mạng viễn thông để đề nghị hỗ trợ chuyển đổi SIM 3G thành SIM 4G qua điện thoại để chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại của người dùng. Vào ngày 13 tháng 5, theo như báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, tối qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to kèm dông lốc trên diện rộng, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân huyện Nậm Nhùn, Tam Đường và Tân Uyên. Theo đó, mưa to và dông lốc đã làm sập và tốc mái 97 căn nhà, trong đó có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn tại huyện Nậm Nhùn. Hơn 18 hecta lúa và hoa màu ở huyện Tam Đường và Tân Uyên bị thiệt hại. 2 hộ dân bị ngập nước tại một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra tình trạng cây cối gãy đổ, ách tắc giao thông. Sau khi xảy ra mưa to, dông lốc, tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương huy động mọi lực lượng tại chỗ để hỗ trợ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục nắm bắt tình hình, theo dõi diễn biến của thời tiết, duy trì trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với các tình huống mới có thể xảy ra.
Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Ban biên tập Tana Media cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi những tin tức cập nhật của Tana Media trên các fanpage, YouTube và trang thông tin điện tử tamdamedia.eu. Mọi thông tin phản hồi xin quý vị và các bạn có thể để ở dưới bình luận. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên like và share điểm tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.